Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món há cảo thường có trong cái điểm sắm. Nhưng mình sẽ làm với tôm đã lột vỏ và là móc chỉ lưng. Tôm này thì mình mua cái tôm họ đã nấu sẵn rồi, lột vỏ rồi, đông lạnh. Và mình sẽ bỏ vô cái măng. Và mình không có xài mỡ, thành ra mình bỏ thêm cái cà rốt để cho nó có màu đẹp, với lại thêm cái chất rau củ vô. Công thức làm thì cũng rất là đơn giản và cách làm cũng là nhanh. Bột, mình sẽ xài hai loại bột bằng phân lượng với nhau, là tinh bột khoai, tức là potato starch, là 100g. Wheat starch mình cũng xài 100g, mình đã đong sẵn và cái hiệu mình đã giới thiệu đó. Muối thì mình cho vô cỡ là 1/4 teaspoon. Nước thì bằng với số lượng bột, tức là một bột một nước. Bây giờ mình xài 200g bột, mình sẽ xài 200g nước sôi. Mình bỏ vô cái ấm này, cái ấm điện này để nấu. Sôi xong là mình bỏ vô liền thì bột mình mới mịn và nó không có bị chảy và không có bị lủng lỗ. Mình làm mình bóp mình nhồi cỡ nào nó cũng không có bị lủng lỗ. Nước phải sôi đúng, là còn những cái bạn mà ở những cái vùng mà hay mặt cao quá mặt biển á thì cái mật độ nước sôi ví dụ như cỡ 8.000 feet á, thì nước sôi cỡ 90 độ C thì mình làm bánh nó sẽ cũng không ngon, tráng mì nó cũng bị bể. Đại khái là những cái đó là mình nói đây là trong cái điều kiện của ở nhà của Michigan mình nha. Còn bạn nào mà khi mà mình làm những cái theo công thức của người ta mà bị trở ngại thì bạn tìm hiểu thêm. Mình nói mình sợ dài dòng giải thích, nhưng mà mình khi mà có một cái gì người, tất cả các công thức mình khẳng định là tất cả các công thức của mình đưa ra là mình thành công 100%. Mình mới đưa ra, nếu các bạn nào mà làm bị trở ngại thì có những cái điều kiện môi trường, những điều kiện về nguyên liệu, những cái điều kiện về những cái yếu tố xung quanh mình không có biết trước được vì khác của mình. Bây giờ mình đổ nước sôi trực tiếp vô trong bột. Vì nó còn đang nóng cho nên mình phải dùng cái muỗng để mà mình khuấy, mình trộn sơ sơ nó cho nó những cái bột mà nó hóa hồ rồi nó quyện với những cái bột khô. Mình khuấy cho tới khi mà mình cảm thấy là nó nguội đủ cho mình thò tay vô mình nhồi thì mình thò tay vô mình nhồi. Cái này các bạn có thể, nếu mà làm số lượng nhiều thì mình bỏ cái máy ví dụ như là dưới 600g á thì mình bỏ vô máy Philips của mình đánh cho lẹ. Rồi nếu mà làm nhiều hơn 600g á thì bạn muốn lẹ thì bạn bỏ vô cái KitchenAid mixer đó nó đánh giùm. Còn cỡ này mình bóp tay chút cũng xong mà. Đó, mình đổ hết cái số 200g nước. Nước thì mình cũng đổ từ từ cho chắc ăn á. Nếu mà bạn làm ở ngoài á, mà nếu mà mình nấu nước sôi mà mình để vô cấp mình đổ từ từ là nó nguội đi nha. Các bạn phải là coi như là nước ở trong nồi nó đang sôi, mình chế từ từ trong nước trong nồi á, không có chế ra ly rồi mình để rồi nó cũng nguội xuống, là cái bột của mình là nó không có mịn, nó không có chín. Bột này nó chỉ cách nhau chừng 5 độ là nó đã đưa ra cái sản phẩm khác rồi. 5 độ C. Bây giờ thì mình thò tay vô mình nhồi thôi. Nhồi cho tới khi nó cái bột khô. Với cái số lượng nước này, cái bột này mình mà mua ở chợ thì nó vừa y à. Nào, bột còn nằm ở trong cái thời hạn sử dụng.
Nhiều khi bà quá thời hạn khô đi hay là bị nhà nhiều hơi nước cũng bị bật bột bị ẩm đi thì nó khác. Mình nói trong cái điều kiện chung chung thôi. Đó, mình chỉ nhồi vậy là coi như là xong rồi. Nó rất là nhanh. Rồi mình chia ra, mình sẽ để cho nó nghỉ cỡ chừng 5-10 phút. Mà nếu mà bạn có không có thời gian nghỉ làm liền cũng được, nhưng mà tại vì mình phải qua là phần làm nhân nữa, thành ra mình để nó nghỉ. Nhưng mà mình muốn để nghỉ lâu á, thì mình phải đậy cho kỹ lại, chứ không thôi là nó khô cái mặt ngoài khi mình làm bị nứt á. Bây giờ tôm thì mình bỏ, tôm này mình mua tôm đông lạnh ở Costco, cái loại tôm nhỏ nhỏ để gói cho nó khỏi bị lủng. Mình cắt chút cà rốt vô cho nó có màu. Rồi cái măng này là măng hộp á, họ bán cái mình mua về mình lấy ra mình cắt vụn. Cà rốt đó thì mình gọt, mình cắt vụn ra mình để mình bỏ microwave 30 second. Tại miễn có chút xíu đậy nắp lại thì nó sẽ mau chín, với mình 30 second mà không có đậy nắp á, không có bọc lại thì nó. Rồi mình cho vô 1 muỗng rưỡi cái dầu mè, cái tiêu, tiêu của mình xài là loại tiêu trắng, còn cái này là bột cornstarch, tức là tinh bột bắp. Nói chung là bạn xài tinh bột nào cũng được hết, ví dụ như là wheat starch, tapioca starch là bột năng á, cái gì start là xài được ấy. Còn không xài, tại vì mình không có muốn xài bột mì hay bột phô mai vô làm đục cái bánh thôi, chứ cũng không có sao. Nếu không có thì xài bột mì hay bột gạo gì cũng được, mà bánh đục hơn. Cái này người ta có nhiều, người ta xài mỡ heo á. Bây giờ thì mình không có xài thì mình cho vô dầu mè. Rồi nhân xong thì bây giờ mình chuyển qua cái phần trở lại làm vỏ bánh. Mình cứ làm sao cũng được hết, miễn sao bạn làm bánh to thì làm nhân nhiều, bánh nhỏ thì mình có cái nắp nó của mình cỡ chừng đó. Mình cũng có nắp lớn nữa, nhưng mà mình ưa mấy cái bánh nhỏ nhỏ. Thì 200 g bột này mình làm ra được 34 cái. Mình chia 14 cái, mỗi bên nó 8 cái, rồi 3 cái đầu thừa đuôi thẻo nó vô thêm được 2 cái nữa, tổng cộng là mình 34 cái. Mình cán như vậy á, bột nó mỏng đều nhau. Mình cũng không cần cán cái biên cho mỏng làm gì, bởi vì khi mình bóp về mình bỏ nhân xong rồi á, thì mình cũng có thể mình sửa soạn lại giờ dung nhan của nó, mình bóp cái viền mỏng mỏng ra cũng được. Có nhiều cách để mà gói, thì cách của mình là mình túm hai bên vô thôi, còn cái một phía phía trước phía sau thì mình giữ một phía lại, còn hai bên mình túm vô. Ví dụ mình chọn mình túm phía trước thì mình túm, hoặc là túm phía sau cũng được, cỡ nào cũng được. À mình làm sao mình thấy nó khéo, nó dòm, nó dễ xinh xinh sáng sáng là được. Xong cái cục thứ nhất, tất cả bốn bốn chia làm 4 cục, thì cục thứ nhất nó mình làm được 8 cái, dư cục bột nhỏ xíu. Bây giờ mình qua cái 1/4 thứ nhì. Mình làm mình ăn mình làm sao cũng được. Bạn không muốn làm nhỏ thì làm số cái bánh nó to gấp đôi của mình, cái cỡ mình đang làm thì cho nó lẹ hơn.
tấm ở giữa cái rồi hai bên mình bẻ vô, mình thấy cái kiểu đó là mình làm lẹ nhất, còn kiểu nào cũng được. Mình ưa chiếu cái này thì từ đầu đến đuôi luôn, là bởi vì mình thích làm cái này lắm. Các bạn không biết các bạn sao chứ mình làm đó mình thích lắm, đứng mỏi chân đứng hoài đó, mình làm mình bóp hoài mình cũng thích nữa. Ra mấy cái bánh xinh xinh mà không bị xì, không bị gì hết, bảo đảm 100 cái là 100 cái, không có xì, không có gì hết á. Cách nhồi bột là chủ yếu là chỉ là mình cần là nước thiệt sôi thôi. Rồi mình nhồi đó, bạn thấy mình nhồi đó cũng đâu có lâu đâu. Mình dùng đũa là bởi vì cũng có chảy nước ra chút á, thành ra nếu mình xúc có muỗng mình thẳng hay bị chảy nước. Nếu mà về tình trạng đó lát á mình để mình bỏ microwave chút xíu, cái là cái bột nó đông lại thì mình khỏi cái nước nó chảy. Tại start là nó cần cái nhiệt độ nó mới còn, thôi là nó trâu dữ lắm. Nó bạn thấy giòn, nó giống như cái mũ của mấy ông đầu bếp. Đợt trước trong cái channel của mình cũng có làm đó rồi, nhưng mà mình xài bằng máy Philips để cán bột cho mình rồi mình cán ra thành miếng luôn. Nó trộn rồi nó cán ra cái miếng cho mình, rồi mình chỉ lấy khung thôi, mình lấy cái đồ mình cắt thôi. Bánh này cũng dễ ăn, ví dụ như là mình làm kiểu này nhưng mà mình làm nhân tôm thịt hay là tôm không á, mình ăn theo cái kiểu Việt Nam của mình cũng được. Coi như là cái cuối cùng á, cái phần tư cuối cùng á. Các bạn nào thấy chỗ này lặp đi lặp lại thì cho nó qua vô cái tới cái chỗ phần nấu thôi. Còn mình thấy nó có nhiều khi các bạn dòm chưa một cái chưa kỹ thì dòm từ đầu đến đuôi luôn. Đây là cách của mình tự mình làm, mình không biết người ta làm, người ta xếp một chiều còn mình xếp túm hai bên vô. Các bạn nào có sáng kiến thì cứ làm cái gì mình cho nó nhanh mà nó đẹp mà nó bảo đảm không bị lủng bị xì thì mình cứ làm thôi. Đâu ai bắt buộc phải theo đúng cách kiểu là mới ra cái há cảo đâu. Làm chập cái nó mới sẹo. Tất cả các loại bánh mà mình xài mà tinh bột á thì mình hấp á là nó trong hơn là mình luộc. Thì lúc đầu á, ví dụ như mình hấp ra các bạn mà dòm, ví dụ mình đang lát mình hấp á, mình dòm qua cái nắp thủy tinh bạn thấy nó vẫn đục, nhưng mà nếu mà đúng giờ đúng phút là nó vẫn chín rồi nha. Cái này á, với cái loại bánh này mình hấp 3 tầng. Mình hấp 3 tầng. Tất cả coi như là 200 gram bột đó. Mình hấp 3 tầng trong cái nồi Instant Pot của mình. Các bạn nấu hấp nồi thường cũng được, không cần thiết. Thì nó chỉ tốn là cỡ 6 tới 7 phút thôi. Thành ra cái đúng giờ đúng phút á, nước. Bánh làm xong rồi. Thì bây giờ mình chuẩn bị nó qua cái phần luộc. Mình đổ vô nồi á là
cỡ 2 cốc rưỡi nước. Rồi bánh thì mình sắp vô xửng lót giấy. Mình làm 3 tầng, dài cái xửng tre này mình làm 3 tầng rồi mình vừa với cái nồi 8 quart á. Mình sẽ từ coi như là nấu nó từ nước sôi thì mình bỏ vô nước lạnh ha, rồi để cho tới nước sôi. Nó sôi rồi á thì từ nước sôi cho tới cái bánh chín á, là cỡ khoảng 6 phút với lại cái ba lớp bánh như thế này. Còn nếu mà bán nội nhiều hơn ít hơn thì nó hơi chênh lệch nhau chút. Mình xài cái nắp mà bằng thủy tinh đó để cho nó dễ nhìn thôi. Rồi mình chọn sauté. Bây giờ nó đang ở less á. Mình đổi nó qua more. Thì nó tự động nó set là 30 phút. Bạn cũng không cần điều chỉnh lên xuống bởi vì 30 phút này là gồm từ nước lạnh cho tới khi mà cái nấu xong tới 30 phút thôi. Thì mình chỉ tính là từ mình thấy nước sôi rồi á, thì tự mình tính từ nước sôi cho tới chín là 6 phút. Chứ còn cái nồi này nếu mình muốn xét cũng được, tới đó mình bấm lại cái mình xét 6 phút, nó sôi rồi cái mình bấm lại sauté mình xét 6 phút thì nó sẽ báo cho bạn. Nhưng mà cái đó nó dài dòng quá, thôi mình tự mình tính cái phần 6 phút đó đi. 6 phút là từ lúc sôi chứ không phải là từ lúc mình bỏ nước vô nồi. Đó, mình lấy ra lúc đầu thì nhìn nó cũng hơi đục đục á, từ từ nó sẽ trong ra. Cái sửng này mua cũng lâu rồi mà nó cứ chảy cái nước vàng vàng, cái từ cái tre nó ngâm sao mà. Cái phần dưới nó nước nó dính vô. Đó. Rồi bây giờ mình để cũng còn hơi nóng nóng thì mình đem ra dĩa. Mình sắp dĩa, bạn có ví dụ như nếu mà mình làm nhân lạc á thì mình có thể mình ăn với thêm nước chấm. Còn nếu mà mình làm nhân mặn á thì vừa ăn thì mình ăn thôi. Còn nếu mà muốn bỏ đông lạnh á hay là bỏ tủ lạnh khi mà mình chưa ăn kịp á thì khi mình ăn cái mình lấy ra mình bọc plastic hay là bỏ vô cái hộp đậy lại cho kỹ thì mình hâm nó sẽ mềm lại. Nói chung là cái bánh rất là dễ làm mà dễ đẹp mà cũng dễ ăn ngon. Mình chia sẻ câu công thức này, hy vọng các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.